Hello em. Hello anh. Anh cao để làm cho con em hãnh diện đi. Em phải cái ghế không? Nhìn em giống cái ghế không? Khó hiểu. Mọi người có thấy giống cái ghế không? Hiểu kiểu gì? Không à? Bởi vì độ đáng yêu của em thì không phải bạn. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Vi. Vi à? Vâng. Vi à? Đi trên đường thì ai cũng xa cách anh. Cái gì vậy? Bởi vì anh đã có Covid. Trên thế giới này có hơn 7 tỷ người, nhưng mà với anh, người của em mới là đẹp nhất. Em đang nhìn ai? Em đang nhìn em. Đúng, đúng. Em có yêu bản thân em không? Dạ có, nhưng mà em không có tình địch của anh đâu. Thông minh lắm. Em có yêu bản thân mình không? Nếu có là tình địch anh nhá. Em có yêu bản thân em không? Anh chỉ hỏi thế thôi. Dạ có. Thì anh cũng yêu em không? Quá tuyệt vời. Anh là hay nói đạo lý lắm anh. Cho phép anh gọi tên em là Hoa nhá. Dạ được. Thay vì là Vi nhưng mà là Hoa ấy. Thì tên em cũng là một loại hoa. Anh không biết tên Hoa nào là Vi nhưng mà thôi thì anh cứ gọi là Hoa đi. Hoa ơi, tên hay đúng không? Cảm ơn em. Tại vì nhà anh nghèo nên anh muốn gọi tên em là Hoa. Chị ạ? Thì nhà anh nghèo. Em có chịu không? À chịu. Nghèo cũng yêu. Anh cứ tưởng thế giới này những người như em tuyệt chủng rồi. Thế nên là nghèo nên anh không muốn có một cuộc sống xa Hoa. Cho anh mượn điện thoại em được không? Điện thoại anh đang cầm này để ghi lại khoảnh khắc anh với cả em ấy gặp nhau để cho con nó xem nữa. Thế nên là thế anh phải cầm điện thoại em để gọi. Ô sao em mở được? Chết cha, nó nhận diện ba đó. Ôi, nhanh thế nhở? Đó lại không còn một chút liêm sỉ. À đúng. Ôi. Run. Kiểu gì? A few moments later. Sao em cứ đuổi theo anh đấy? Tại em anh nói em á. Ông lịch sự tí. Khổ quá, anh gọi cuộc gọi anh chạy ra đây để có sóng mà. Mày đừng có mồm điêu đi. Cứ đuổi nhỉ? Đuổi ác đi. Mệt đâu? Mình nhịn nó lâu lắm rồi đi nhá. Alo, em à? Anh đang đi chơi. Tao là ai? Đâu rồi đấy? Không, tối nay không về ăn cơm đâu. Có người yêu mới, có người yêu mới không? Khó hiểu. Thế sao á? Tại vì bạn ấy tốt hơn. Bạn ấy còn biết đùa nữa. Đạo lệnh ở đấy luôn. Bạn ấy học ngoại thương. Anh thì cái gì cũng bốc phét. Đến đấy mà tìm. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thôi không nói nhiều nhá, tối không về đâu, chia tay đi. Toàn sùng. Đây, có muốn nghe không? À đây đây, thấy chưa? Nghe được tiếng chưa? Đấy, người yêu mới đấy. Điên à? Thế nhá, đừng có gặp nữa. Anh vừa gọi điện chia tay bạn ấy xong. Dạ. Để có làm sao không? Không sao đâu, bạn ấy chỉ đến hỏi vài câu xong rồi là thôi. Toàn thật rồi vui em. Tại bạn ấy không phải là cái ghế là mình bỏ. Dạ. Bạn đó không phải tên Hoa đúng không anh? Ơi. Bạn đó không phải tên Hoa đâu đúng không anh? Bạn. Thực ra thì bạn ấy tên là Hoa. Đù. Mình gọi bạn tên là Hoa để gợi nhớ lại thôi. Thì khi mà mình dứt rồi thì cái gì trong quá khứ thì mình cũng không nên suy xét lại nó nữa. Dạ. Bốc phét ít thôi. Không sao đúng không? Dạ vâng, okay. Không sao hết. Cảm ơn em. Em cũng là người tốt. Thôi rồi, để quên đi nỗi buồn thì mình sẽ thả bạn một câu nhé. Dạ vâng. Trên các đường cong trên cơ thể của em ấy, thì em biết anh thích nhất cái gì không? Cái gì vậy? Em có đường cong đâu xem nào. Có đâu, có đâu. Cái tôi nhờ em để nhìn từ trên xuống em ạ. Xin lỗi em đẹp, em có quyền. Cái điều mà anh thích nhất ấy là nụ cười của em.
Thật là tuyệt vời. Được của nó đấy. Ủa chói quá. Cười thêm cái nữa xem nào. Em đẹp. Ui rồi. Đuôi rồi. Đuôi rồi. Em giống trong phim hành động kìa. Sao cô cứ đuổi theo anh đấy? Điện thoại của em. Anh lấy cắp trái tim em rồi đúng không? Ảo tưởng. Đây trái tim em đây, anh đã lấy nó. Có cho nó sống yên bình tí được không? Anh muốn mở tiệm cầm đồ. Hả? Để em đến cầm tay. Ôi, xuất sắc mẹ luôn. Tay đâu, tay đâu? Tay đâu, tay đâu? Tay đây, tay đây. Em yêu. Em yêu. Em yêu. Em yêu. Anh gọi em ạ? Đúng rồi. Em yêu trường nghe em biết bao bản thân. Cổ giáo. Em yêu tên gì vậy? Cắp sách đến trường biết bao nhiêu bạn tên Thu. Thu ơi. Thu. Dạ, dạ. Em sinh viên đúng không? Trông em béo tốt quá. Thế nên là anh có thể cho em tiền đúng không? Oh my god. Dạ, được. Ôi, người lạ cho em tiền được luôn á? Vâng, nhưng mà xin tiền em thì không được. Ôi trời ơi. Anh có định xin tiền em đâu, anh cho em tiền để vâng. Em béo tốt. Em đứng đây lâu chưa? Em đứng mới đứng đây rồi. Anh đứng đây từ chiều ấy. Hả? Giờ em mới thấy anh. Tuy nhiên anh thấy cưng chiều em luôn ấy. Yeah. Em cao phết nhỉ? Lâu rồi anh mới được nhìn bạn nào ngang mặt. Ảo thật đấy. Kiểu mình được nhìn thẳng mắt nhau ấy. Lịch sự tí. Thế nên anh muốn cho em tiền. Kiểu kiểu gì? Đâu? Tham lam. Anh hay ra đây cho tiền mấy bạn ấy à? Không, chỉ cho những bạn nào béo tốt đấy. Để cho em có những niềm vui bất ngờ ấy. Bốc phét. Mỗi khi mà chúng ta tìm được nửa cuộc đời ấy. Bốc phét ít thôi. Thế có muốn lấy không? Có. Thế cái này được mấy bữa ăn, đủ một bữa không? Dạ đủ. Đủ một bữa rồi. Nhiều. Nhiều đủ bữa. Nhiều bữa. Yes. Anh cho em nhá. Có nhớ về anh không? Em nhớ. Đó lại không còn một chút liêm sỉ. Ôi trời ơi. Có mỗi tiền thôi mà cũng không bắt được. Anh chịu em đấy. Cay. Bây giờ miếng ăn này trước miệng rồi mà lại còn để rơi ra. Ôi nó hồi hộp gì đó. Anh nắm tay em rồi không lấy được. Thôi được rồi, để anh cho lại rồi. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Đây em còn bắt được đâu. Ôi trời ơi. Anh nha. Em phải cố gắng nhá, cầm được nhá, không cầm được là thôi nhá. Nhà 2, 3 này. Đấy, đấy. Đấy thấy chưa, em không cầm được đâu. Thấy chưa, sinh viên như bọn em là không bao giờ bắt được thời cơ, không bao giờ mà nắm bắt được cơ hội trong cuộc sống. Anh là hay nói đạo lý lắm anh. Em yên tâm nhá, yên tâm là 500.000 đã tuột khỏi tay em rồi. Đéo ai đùa như thế. Nhớ chưa? Hả? Lần sau nhớ là chúng ta phải nắm bắt những cơ hội, phải nhạy bén hơn nhá, nó phải nắm bắt được nhanh hơn nữa. Mày nói ít thôi. Đấy thì các em mới thành công được, các em mới có người yêu được. Vâng. Rồi, cảm ơn em. Vâng. Chúc mừng em đã tuột khỏi 500. Em có buồn không? Buồn. Nhưng mà anh đến này em vui không? Không. Hôm nay nó hứng lên thì nó bảo là có. Nó đéo hứng nữa ngày mai đấy, bảo là không. Không vui tình, gì? Vô tình gặp anh. Không vui gì? Đúng không? Còn sao lúc ấy sẽ ra sao? Thôi thì anh không trao được tận tay em ấy. Thì anh nhét vào túi cho em ấy. Trời ơi, thật luôn. Trời ơi, mình ở sao rồi. Anh muốn cho em thật ý. Nhưng mà cuộc đời nó cứ trái ngang ý. Nè em cầm này. Làm sao ấy. Đây là nó có bị làm sao ấy, thấy không? Lươn lẹo. Thật sự là em không có duyên với cái tờ này rồi. What? Ơ, cầm được rồi à? Vâng. Ảo thật đấy. Em có duyên rồi. Ôi trời ơi. Ơ, em có duyên với tờ tiền này rồi đấy. Ừ. Em có duyên với cả anh này. Ảo tưởng. Được chưa? Vâng. Nói sao cầm chắc nhá. Ừ. Đưa thì đưa mấy lần không cầm được. Chê à? Không, em không chê. Anh có câu này cho em này. Vâng. Em tên gì nhỉ? Em tên Thu ạ. Thu đi để lại lá vàng. Anh đi để lại. Xin cả nam sĩ đã. Trời ơi. Thấy cái... Đâu? Chạy thế. Em đi để lại 1.000 sida à, cầm 1.000 nhớ thương. Đúng nhờ. Rồi phải thế chứ đúng không? Đấy, vấn vương tờ 500 thôi. Cực kỳ thuyết phục. Thôi được rồi nhá, nhớ nhá. Bây giờ anh ghi số điện thoại anh này. Anh được chưa? Anh tên gì nhỉ?
Anh tên Đạt. Hả? Ừ? Anh là Đạt gì? Anh là Mr. Đạt. Mày đừng có mồm điêu đi. Mr. Đạt. Ừ. Nhớ nhá, Mr. Đạt. Được chưa? Ừ. Rồi. Thì tao cũng lạnh đằng đấy luôn. Em đứng đây hơi vất rồi đúng không? Đứng đây từ chiều rồi đúng không? Mày kiếm được 5 lít đúng không? Quá chuẩn luôn. Nhá, em nhá. Thôi anh đi ra uống nước đây. Chúc em may mắn. À quên, chúc em vui vẻ. Hả anh? My. Hả? Em mới biết câu hoa rơi cửa Phật đấy. Hoa rơi cửa Phật? Ừ. Có. Một quật 500. Khó hiểu. Hả? Rồi sao? Hả? Rồi sao? Sao? Rồi sao? Sao là sao? Sao là sao? Câu đó có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là vạn sự tùy duyên ấy. Có hiểu quá, có hiểu quá. Đúng không? Ừ. Một xiên 5 lít. Chế ra mấy cái câu. Thì là anh với cái em ấy sẽ là có duyên với nhau ấy. Có duyên với nhau. Ừ, thông qua việc là 5 lít. Thông qua việc gì mà 5 lít? Nên duyên ấy. Muốn nên duyên thì phải có số ấy, mà muốn có số ấy thì nó phải là 500. Em cứ tặng vừa ba vừa bẩn. Thì là giờ anh muốn xin số em là anh phải đưa 500 cho em, 5 xí cho em không? Anh có số em rồi mà. Bằng. Không nhớ. Bữa là anh xin số chị em á. À thế à? Thế anh xin số em nhá. Chị đưa 5 xí đấy. 5 năm. What? Gì đấy? Hả? 5 xí đấy. Thì đấy thì mới vào việc được. Càng to thì em thích số to đúng không? Nhưng mà cái này xong tiêu. Đúng đúng. Thì càng tiêu thì càng to thì mua được càng nhiều thứ giá trị lớn. Đúng, hợp lý. Thế cái đống này rồi cái tờ này mua được cái gì? Mua được tình anh. Quá chuẩn luôn. Tình giả. Ôi trời ơi. Quế. Tiền giả. Giả thì đổi ra tình giả chứ tiền thật mới đổi ra tình thật chứ. Thì tình giả thì anh với em yêu nhau giả vờ ấy. Vô văn hóa. Giả vờ yêu làm gì? Giả vờ yêu nhau thì chia tay cho nó giả vờ ấy. Khó hiểu. Trời chưa yêu nhau luôn mà tính tới đường chia tay. Bằng. À không, có nghĩa là khi mà chia tay thì nó sẽ đỡ bị đau khổ ấy. Thôi ông im mẹ à mồm đi. Là ý là anh là trước sau gì cũng chia tay hả? Bằng. Không, trước sau thì em cũng sẽ chia tay. Vứt rồi, hư rồi. Trước sau gì cũng chia tay đó, trời ơi, yêu làm gì nữa. Đúng, đúng. Thế tờ đấy không đẹp à? Không. To thế còn gì nữa? Tờ này giá trị lớn này còn gì. Nhìn lại bé hơn nhá. Ờ. Thì em tiêu được nha. Tiêu được đấy. Anh tiêu được đâu? Cây tươi nhờ. Bé hơn đấy. Tiền bé hơn rồi đấy. Ôi trời ơi. Ủa, bé hơn là bé hơn cái cỡ chứ. Đấy, số bé hơn đi. Hợp lý. Em mở bé hơn cái cỡ mà. Thì bây giờ nhá, em hết tiền rồi. Thì anh cũng hết tiền. Thì anh chỉ còn những tờ giá trị lớn, những tờ lớn như này để chúng mình có một cuộc sống no đủ thôi. Trời ơi, chưa? Hai tờ này là no không? Ừ. Có no được không ạ? No chứ. Không ăn được thì không tiêu được thì ăn. Ăn được gì ạ? Đốt. Điên à? Đốt của ai ăn anh? Hả? Đốt của em và anh ăn à? Thế được đây đây. Hóa vàng ấy. Thôi anh cầm về mà hóa vàng đi. Tôi thích tờ bé hơn đi. Ừ, phải tờ kích cỡ bé hơn chứ. Anh đi lấy cái tờ to đùng như thế. Ừ, em đẹp, em có quyền. Cái tờ 500 mấy tí rồi nhỉ? À đây rồi. Đây. What the fuck? Đấy. Bé thế còn gì nữa. Ôi trời ơi. Bé vừa thôi, này bé quá. Bé quá thì vẫn tiêu được chứ. Này cái này tiêu được á? Tiêu được. Bốc phét ít thôi. Tiêu kiểu đừng nào. Thì em đổi thành tờ to ấy. Đổi thành tờ to kia. Ừ, bán cái tờ to này thành tờ bé, hiểu chưa? Bán cho anh à? Ừ, bán cho những người sưu tập tờ to. Phét. Người ta định giá cho. Định giá tình cảm. Đấy, cầm hết đi. Sao mấy tờ này không mua nước được là đúng rồi, nó chưa đập cho là may ý. Đúng đúng. À, cô rớt gì? Hả? Thấy không? Tình cảm của mình. Bằng. Ơi da. Ok, thế bây giờ tôi xin cái tên cậu đâu? Thanh á? Thanh. Thanh. Hôm nay làm tô tiết canh. Ăn tiết canh rồi chưa? Không ăn được tiết canh. Nhưng mà mình ăn cơ, không phải bạn. Chả châu. Hôm nay làm tô tiết canh này. Quanh đi quẩn lại nhớ Thanh VL. Quế. À, bạn có điện thoại không? Cho mình xin một cuộc ấy. Có hiểu quá, có hiểu quá. Dạ. Cái điện thoại mình đang quay ấy. Thế mình mượn một cuộc.
thì mình gọi cho mẹ đấy. Thanh đúng không? Alo mẹ hả? Con ở trong Sài Gòn mẹ ạ. Vâng. Vâng, con vẫn sống tốt mà. Nhưng mà con hết tiền rồi. Ôi giời ơi. Vâng. Có gì lát mẹ bắn con khoảng 200 triệu nhá. Con tiêu. Vâng. Kinh khủng khiếp vậy. Hết rồi. À à. Đấy à, con bảo này, con vừa có người yêu mới. Người yêu cũ á, vừa bỏ xong rồi. Khó hiểu. Được rồi, phải học được chưa? Nhưng mà mẹ cứ gửi con đi, gửi con tiền thì con mới có động lực con học được. Cái bài là bất đỏ hư rồi. Vâng, bài tên là Thanh. Đéo ai đùa như thế. Dạ. Đây mẹ muốn nghe, đây bạn ý đây. Hello, em nghe thấy chưa? Chết mày, em bị dính bẫy rồi. Vâng, bạn ý á, bạn ý xinh hơn mẹ. Xinh hơn người yêu cũ chứ, chắc chắn rồi, đấy. À, khi nào con dắt bạn ý về, mẹ nhớ nấu thịt lợn cho bạn ý. Ôi giời ơi. À, lợn chua ngọt. What? Ăn thịt lợn. Em đẹp, em có quyền. À, thế thì mẹ xào lợn với bò nhá. Lợn chua ngọt, vậy các bạn ý trong này thích ngọt ngào. Thích ăn ngọt đấy. Ở ngoài mình ăn mặn thì không quen đâu, mẹ phải ăn nấu chua ngọt rồi. Cay không? Không cay, không cay. Ăn cay, em ăn cay. Hả? Em thích ăn cay. Không, kệ bạn ý, vâng, mẹ cứ xào ngọt nhá. Kệ. Nó cay vậy. Kệ. Con không ăn được cay mà, đúng không? Chuẩn đấy. Rồi, được rồi, mẹ nhớ nhá, mẹ nhớ bắn tiền cho con đấy để con đi chơi bạn ý. Vâng. Rồi, rồi. Rồi, khi nào con đặt về luôn. Vâng. Đi đi, đây đây, bạn ý đang máu mẹ. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Rồi, ok mẹ. Rồi, con hết tiền thật. Mày đừng có mồm điêu đi. Thôi được, còn 50 triệu cũng được thôi, mẹ cứ bắn đi. Đủ tối nay con rồi bạn ý. Ok, ok mẹ. Ok, chào mẹ nhá. Đi ăn thịt lợn. À, thịt bò quên nhờ. Đi ăn. Đi. Đi ăn chị, em đủ em đủ. Ok, đéo. Đi. Rồi tí là lát về anh bắn tiền rồi đi. Ông ngồi im, ông ngồi ngay ngắn tôi lạy ông.